Xin chào cả nhà, mình là Hiếu Nguyễn, đây là chùa Bửu Nghiêm nha. Đó. Năm mới rồi, chùa Bửu Nghiêm đó. Khung cảnh đẹp không? Thơ mộng. Ui, chiều ta. Đây, mình đang đi tham quan ngôi chùa. Tèn tèn tèn, rất đẹp nha cả nhà. Này, tít là tít. Đó. Ui, ai ăn rửa trái cây bỏ đây. Chưa kỳ vậy, ăn không đem vô. Mấy bé này. Đó. Đẹp quá trời đẹp. Đây, rơm đây. Mình nhớ chuyện ngày xưa. Là bánh chưng đây. Bánh chưng bánh tét ngày xuân. Đó, rơm nè. Đó. Ây cha cha. Ây cha cha. Cả nhà ơi. Tuyệt vời chưa. Đi xe này nha. Đó, tiếp tục nha, tiếp tục stream đó. Tiếp tục. Tuyệt vời. Ten ten ten. Ten 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 ten. Tun tun tun. Em rùa đâu rồi? Em rùa ơi. Từ từ. Đâu ta? Đây nè. Em rùa ơi. Có đây không? Mình hả? Thương nè. Rùa. Sống chắc cũng lâu lắm ha. Rồi bỏ em xuống. Tội em quá à, thương em lắm. Em rùa cả nhà. Rùa thiệt nha. Rùa thiệt đó. Đây là con thiền. Trở về vị trí. Chúc cả nhà một ngày an nhiên.